Dường xứ Ngô Gia chào cô bác quý anh chị và các bạn đam mê hoa xứ. Thì hôm nay em tiếp tục đang bán lô xứ hạ ha. Thì vườn em thì cũng xin nhắc lại là sẽ có chính sách bảo hành cho quý anh chị khi mua cây từ vườn em nha. Thì quý anh chị sau khi nhận cây thì vui lòng để cây trong mát ha, không tưới nước khoảng 5 ngày. Rồi 5 ngày sau quý anh chị đem ra tưới và chăm sóc bình thường nha. Thì trong khoảng thời gian 20 ngày nếu mà cái cây nó có trường hợp bị thối cũ thì quý anh chị có vui lòng chụp hình gửi qua Zalo cho em nha, thì em sẽ gửi cho lại cho quý anh chị một cái cây khác với giá trị tương đương hả. Nếu có cái cây giống cái mặt hoa vậy thì em sẽ gửi giống cho quý anh chị nha, còn không có thì em sẽ gửi cho quý anh chị một cái cây khác giá trị tương đương ha. Thì còn cái trường hợp trong lúc vận chuyển thì có những cây nó bị dập nhẹ ha, là bị cái ngọn này nó bị xây xát nhẹ thì quý anh chị vui lòng thông cảm ha, cắt xuống giùm em. Rồi cái này là nó không có ảnh hưởng gì hết quý anh chị cắt lại khoảng thời gian sau nó sẽ nhảy từ khác ha, cái đó không có sao hết. Còn cái trường hợp mà nó hư cũ hoàn toàn á thì em sẽ hỗ trợ bằng cách là em sẽ hoàn lại cho quý anh chị một cái cây khác cái bằng cái giá tiền của quý anh chị mua nha. Rồi hôm nay thì em có 10 cây xứ hạt lai nha quý anh chị. Rồi, bắt đầu cây số 1 nha. Rồi cây số 1 là cây hoa màu đỏ, đỏ đỏ đen nha quý anh chị, rất đẹp mắt luôn nha, rất đẹp mắt, cánh tròn nha, hoa rất đẹp luôn, rất sáng né luôn ha, hoa rất là độc đáo luôn. Ở trong là cái họng vàng, ở ngoài có một cái vạch đỏ, xong cái nó có một cái viền đen nè quý anh chị, có một cái viền đen chạy theo cái vạch đỏ này luôn nha, hoa rất là đẹp mắt luôn. Thì những cái dòng hoa đỏ hoa tím thì quý anh chị vui lòng để ở chế độ nắng ít nha, thì mới giữ được màu lâu. Cái hoa này thì cánh dày, trổ tròn nha, lá đẹp, tàn này cực kỳ luôn ha. Cái này phân tàn khỏi chê luôn ha quý anh chị, phân tàn như kim tự tháp luôn nha, 2, 4, 6, 8, 10 nhánh ha, 10 nhánh lên luôn nè, mỗi đầu nó đã đóng nụ hết rồi quý anh chị ha. Thì cái cây này hoa dày ha, sai bông dừa một lớp thôi nhưng mà cái hoa rất đẹp quý anh chị nhìn kỹ nha. Ở trong nó có một cái vạch cái màu đỏ, rồi ra nó có một cái viền ha, có một cái viền đen chạy theo cái đỏ đó, đó quý anh chị thấy không, rất đẹp mắt ha. Hoa nè ha, y như mình vẽ luôn nha, y như mình vẽ luôn đó. Rồi ở ngoài đó thì nó màu dạng đen đen ha quý anh chị, đen đen tím tím, thì cái nụ nó là nụ lại nụ, nụ tím luôn ha. Nhưng mà nó nè quý chị thấy không, hoa rất là đẹp nha, cánh dày nha đó. Cánh dày trổ rất là tròn, qua số 1 giá 300.000 nha quý chị. Cây số 1 tàn đều ha, chiều cao khoảng 25 cm, giá 300.000. rồi tiếp tục tới cây số 2. Cây số 2 là một cái dòng hoa sa Noel nha quý anh chị, dòng cây Noel nha, thì nó hoa rất là đậm đà ha, rõ nét. Cánh này thì nó ở ngoài có viền trắng nha quý anh chị, họng vàng ha, rất đẹp ha, hoa rất là nổi luôn đó. Cây phân tàn tốt nè, cây này hôm ở dưới em ông trời ổng mưa quá lớn luôn ha quý anh chị, nó văng bụi lên nè. Cây phân tàn tốt nha, phân từ lưa dưới lên là rất đẹp mắt luôn quý anh chị ha. Rồi cây số 2 giá 300, cây số 2 giá 300 mà sắc rất là đậm đà nha quý anh chị này ha. Rồi tiếp tục tới cây số 3. Cây số 3 ha, cây số 3 là một cái cây hoa hai lớp, sai bông trung bình nha quý anh chị, hồng viền trắng ha, hồng viền trắng nha quý anh chị, hai lớp nha. Thì cây này phân tàn ở dưới từ dưới lên trên luôn nha, nè phân tàn từ dưới lên trên luôn nha quý anh chị nha, từ dưới lên tới ngọn, nhưng mà chiều cao nó khoảng tầm một gang tay thôi, 25 cm nha, cũ tương đối. Thì cây số 3 này giá 200 nha quý anh chị, hoa đứng nha đó. Thì sai bông trung bình nha quý anh chị, không to lắm nha, đây đỏ viền hồng viền trắng nha đó, rất là nhìn còn rất là ngọt nha quý anh chị, rất là ngọt màu nha. Rồi cây số 3 là giá 200.000. rồi tiếp tục tới cây số 4. Cây số 4 là cây cây đỏ rất là đậm đà, viền trắng rất đẹp mắt luôn quý anh chị ha, sai bông trung bình nha, hoa dựng đứng nha, đây rất là đẹp luôn, để em lấy nét lại
Đây nè quý anh chị, hoa rất đẹp nha, hai lớp trổ dạng sắn nha quý anh chị. Thì cây phân tàn đều luôn nha, từ dưới lên trên nha quý anh chị nè, phân tàn từ dưới lên trên nè nha quý anh chị ha. Đây. Thì trong quá trình vận chuyển thì có những cây nó bị nhiều khi nó bị trên bông rồi nó ăn xuống, nó bị cái ngọn nó bị thối á, quý anh chị vui lòng cắt bỏ giùm em nha. Còn những cái củ nào nó hư hoàn toàn thì em sẽ bảo hành cho quý anh chị trong vòng 20 ngày. Thì quý anh chị 20 ngày là nếu mà cái cây nào nó chịu hư là khoảng 10 ngày quý anh chị sẽ nhận thấy dấu hiệu liền nha. Đó, còn cái nào nó không hư là nó không hư. 10 ngày là cỡ củ 1 8 9 tháng tuổi này nếu mà nó chịu hư là khoảng 10 ngày là quý anh chị thấy nó là cái củ nó mềm rồi nha. Nó hư rồi đó nha. Rồi, bông dựng đứng nha. Cây số 4 này là giá 300.000 nha quý anh chị. Ha, cây số 4 giá 300.000. Thì anh chị nào thích cây nào thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0916256522 nha. Rồi, tiếp tục tới cây số 5. Cây số 5 là một cái cây hoa khủng luôn quý anh chị. Hoa này là khủng luôn nha, cái bàn tay của em nha. Đây, cái bàn tay của em là bự, là dạng là nãy chú ngự nha, mỹ tho nha, chứ không phải là bàn tay nha, của công tử nha quý anh chị nè ha. Rất là to luôn, nó bự gần bằng bàn tay em nha, nhưng mà cánh dày luôn. Hoa cái màu sắc rất là ngộ đời luôn nha quý anh chị ha. Nó dạng có viền đen, rồi ở trong nó đốm đốm đỏ đỏ, mà màu đỏ này cũng nó ngộ lắm, bầm bầm. Có gân nha, đỏ gân nè quý anh chị ha. Cánh thì dày, cánh đặc biệt rất là dày ha. Cái bông này là cái quý anh chị phải nói là nó rất là lớn luôn, bông này nó rất là ngộ luôn nè. Ha, cái quý anh chị nào mà nuôi cái hoa này mà còn cái nết nó trổ không biết là mau quay màu hay không thì em không biết nha, nó mới trổ cho nên em đem vô bán luôn nè. Chứ cái này mà nếu mà nó giữ được màu hả, test luôn quý anh chị. Cây này là nếu giữ được màu mình test mình chơi luôn, nó là một cây chừng 3 bông hay là nhìn cũng đã, một bông vậy nè. Nếu một bông vậy nhìn cũng đã nè, quá trời bự luôn ha. Bự nè, cái nắm tay của em mà nó bự luôn vậy nè. Quý anh chị thấy không? Quá trời quá đất luôn. Đứng hoa nha quý anh chị nè, cuốn ngắn nha, đó cuốn ngắn luôn nè. Đây nè quý anh chị ha, cuốn ngắn. Tuy hoa hai lớp nhưng mà hoa size rất là to nha. Rồi thì cây này, cây số 5 này ở dưới phân tàn được 3-4 nhánh, là lên đây 2 nhánh nha quý anh chị. Củ đặt cưới nha, củ già đó. Củ già thì cây số 5 này là giá 200.000 quý anh chị, 200.000 thôi nha. Tại vì cái này em cũng chưa có theo dõi nó luôn, cũng không biết cái nết của nó là sao, nhưng mà hoa thì rất là đẹp rồi đó. Nhưng mà cái độ không biết nó giữ được màu lâu không nha. Nhưng mà cái này thì nếu mà chơi mà kiểu mà con cưng chơi trong mát thì chắc ngon rồi đó, còn ngoài nắng thì em không biết nha. Nhưng mà hoa thì rất là say, rất là to. Rồi tiếp tục tới cây số 6. Cây số 5 200 nha quý anh chị. Cây số 6 là cây cũng dòng sau dòng Noel đó nha quý anh chị. Tàn khủng khiếp nha. Đó, cây phân tàn đều nha, từ dưới lên trên nha. Đứng hoa, màu sắc hoa đậm đà nha quý anh chị ha. Đây. Rồi, màu sắc đậm đà ha. Rồi, cái này là cây số 6. Cây số 6 này thì giá 300.000 nha quý anh chị, củ to nha. Củ to. Rồi, tiếp tục tới cây số 7. Cây số 7 là một cây hoa hai lớp nha quý anh chị. Này cũng sai bông to nha. Nhưng mà cái này là to nhưng mà nó bằng có một nửa cái hoa của cây số 5 hồi nãy quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy ha. Cái này là cũng rất là to nha. Sai bông to, hai lớp, cánh dày. Đỏ như đỏ đậm dày nha quý anh chị. Đỏ rất là đậm đà nha. Hoa đứng hoa nha. Rồi, phân tàn đều. Rồi, cây số 7 này thì cái củ nhỏ thôi, không có lớn dữ lắm. Ở trên mặt trầu nha, còn dưới thì em không biết nha. Cái này quý anh chị cứ để trồng khoảng 4-5 tháng nữa để thay đất, là bảo đảm nó lớn phì phì luôn quý anh chị ha. Rồi, cây số 7 này là giá 150.000 cho cây số 7 màu đỏ nha. Rồi, cánh dày luôn, cánh rất dày luôn này nha, 150.000. Rồi tiếp tục tới cây số 8. Cây số 8 là cây hoa màu tím ha.
này màu tím, nhưng mà cái dòng này là dòng mà tím mà nó dạng ở trong nó đốm nha quý anh chị ha, nó không có nguyên khối như những cái bông bữa hổm nha, nhìn nó rất là bắt mắt, nó lạ nha quý anh chị, nhưng mà nó là tím, nhưng mà trong này là nó dạng gân gân gân, cho nên nó để em quý anh chị xem ha, dạng lam lam nè, đó nhìn cũng rất là lạ mắt luôn quý anh chị, tím cánh dày ha, cánh dày hoa tròn, nhưng mà nó không phải là tím nguyên khối, nhưng mà nó có dạng y như có dần dần trắng trắng đốm đốm ha, nhìn rất là lạ, rất là sang luôn. Thì cây số 8 này là giá 400 ngàn nha quý anh chị, cũng nhỏ nha, cũng nhỏ thôi, phân tràn đều nha quý anh chị đó. Rồi này là cây số 8 400 ngàn đó, quý anh chị coi kỹ mặt qua nha. Rồi số 8 là giá 400 ngàn nha quý anh chị. Rồi tiếp tục tới cây số 9, cây số 9 là một cây nền vàng viền hồng nha quý anh chị nè, viền hồng nhẹ nha, hồng vàng luôn, nền vàng nhẹ thôi nha đó. Dạng hoa có gân nổi nha quý anh chị, size bông trung bình, thì hoa này là hoa một lớp nha, dòng nụ nhiều nè, cây này là em cây đợt trước nha quý anh chị, củ to già nha, củ to già. Rồi cây này giá cây số 9 200 ngàn nha quý anh chị, cây 9 200 ngàn, cây 9 200 ngàn nha quý anh chị, nền vàng viền hồng, hồng nhẹ thấy chứ anh chị, nhìn rất là đẹp ha, vàng này là cũng vàng nhạt thôi. Rồi số 9 củ to, cây đang ở dưới đang phân tàn nha. Rồi tiếp tục tới cây số 10, rồi cây số 10 là một cây màu đỏ, ở ngoài là đen đen nâu nâu nha quý anh chị, sai bông to nha, sai bông rất là to, nhưng mà cánh nó không có dày lắm nha quý anh chị, cánh nó không có dày nè đó. Thì hoa thì đứng qua nha quý anh chị, hoa đứng qua nha, đây hoa rất là đẹp luôn, ở trong một vệt đỏ.